Chào tất cả mọi người nha. Ngày hôm nay thì hai anh em mình tiếp tục trở lại với clip thăm lồng trắng mọi người. Thì nay cũng 4 ngày rồi, hai anh em mình bắt đầu trở lại đi thăm lồng. Đây là cái lồng đầu tiên. Con chuột ốc. Sau 4 ngày thì hai anh em mình bắt đầu trở lại đi thăm lồng mọi người. Hôm nay là cũng khá là kỳ vọng đó. Tại vì đợt rồi á, mình đặt lồng á thì mình thấy chỗ kia nó có tới 3 cái da rắn lọt một lượt luôn mọi người. Mà cái da còn da rắn khủng không. Đợt này thì cũng coi như là khá là kỳ vọng. Mong là sẽ có kết quả thật là mỹ mãn ha Út. Không biết là bữa nay sao đây. Thì mời mọi người cùng theo chân anh em mình xem coi kết quả hôm nay như thế nào ha. Mấy đợt rồi á thì thăm tèo lắm mọi người, ít con con. Thì vẫn như thường lệ thì 20 cái lồng, 21 cái chứ, 21 cái. Ở chỗ mình thì rắn cũng còn ít mà, cũng chạy ít lắm. Đợt rồi chỉ có con một à. Cái đợt này sao đây. Nhưng mà để vô trong cái địa điểm mà mình kỳ vọng thử coi sao. Còn đây là chỗ này thì chưa. Sao Út? Tay dinh trùng, rã xương. Rã xương nữa hả? Hai cái rã xương luôn rồi. Cái này là không dính rồi mọi người. Để Út nó lấy chuột ra, bắt đầu hai anh em mình di chuyển tiếp mọi người. Thì ở đây cũng vừa mưa xong mọi người. Đường cũng còn hơi dơ sành. Anh em mình đợt này cũng khá là hào hứng mọi người. Thì vọng vô cái chỗ đó dữ lắm. Chỗ đó thì lát nữa xíu nữa đi thăm coi mới biết được. Rồi ba cái da cũng khá là to á. Rồi mình đi đặt nên là mình không có quay cái da đó mọi người. Thì con rắn đó mình độ khoảng tầm chắc có 2 kg á. Rắn kể á Út. Rắn kể rồi. Rắn kể rồi. Rắn kể rồi. Đúng rồi. Khá là nôn á. Để coi hôm nay như thế nào đây. Thì cũng như thường lệ thì rất mong nhận được một lượt like, một lượt đăng ký của mọi người để ủng hộ tinh thần anh em mình ha. Trong này thì mình có một cái nữa. Luồng này thì mình đặt có 4 cái. Nhưng mà mớm, nãy giờ mớm hết rồi. Chuột 2 cái rồi. Một cái trong này. Út nó đang lái xe lại đằng kia, còn giờ mình đi vô thăm trước. Để coi cái này sao đây. Này vừa mưa xong nước. Cá bẫy ạ. Đây. Sao đây. Con chuột. Cái này còn chuột còn lúa luôn các bạn. Giờ mình lắp nó lại mình đi tiếp mọi người. Chuẩn bị xuống dưới cái điểm mà ba cái da rắn lột. Tiếp tục là khu vực này mình có khoảng mình có 5 cái trong này nữa mọi người. Thì dọc cái bờ lá này nè. Cỏ này cũng khá là đậm đặc. Có người ta đi vô nè. Cái đốn gì á, nó cái rung lá. Ha đi vô thăm lòng. Có đồng nghiệp nào ở đây không? Sao giấu đi tè le hết được. Giấu thăm dùm. Sao? Chết chết chuột không gì vậy? Nha heo hả? Đậu chết luôn. Chết chuột phải không? Mùa mưa này dễ lắm nha mọi người. Mưa này nó chuột nó lạnh á, nó yếu. Mấy chuột này khó khăn lắm, nắng không ưa mưa không chịu. Đây gốc nó lấy chuột ra bắt đầu anh em thăm tiếp cái sao mọi người. Giờ ở đây cũng đang chuyển mưa nữa nè mọi người. Mới vừa mưa xong giờ lại chuyển tiếp. Mỗi lần đi thăm là mỗi lần ẩn số hả Út. Đỉnh kỳ vọng nha. Khá là kỳ vọng thì cái địa điểm có. Địa điểm mà lát nơi đây mình sẽ tới được mọi người. Đợt rồi. Cố gắng thì nó lâu lắm nó mới đi lại thì phải neo cả tháng trời luôn á. Rồi rã xương nữa rồi. Dở quá. Một cái này không dính luôn mọi người. Như là mình còn khoảng tầm 3 cái nữa hiểu. Thì điểm này khá êm mọi người mà phải dùng ít rắn lại là. Lúc trước cái lúc mới đặt đó thì nhiều lắm, còn khoảng thời gian gần đây sau nhiều đồng nghiệp quá nên là không còn rắn nhiều rồi. Đây. Hả?
không biết luôn. Ấy dính lên hậu hành, hậu hành hành hả? Có lý gì ta, đây một em hành luôn rồi. Trời, ba giờ con này hành ba rồi, có là được rồi. Ừ, một em hành đúng không rồi, giờ cuối cùng cũng có cái thành quả đầu tiên. Sau cái lượt mà đi thăm mấy ngày nay, cách hôm nay thì cũng 4 ngày mọi người, mình anh em mình có đi thăm rồi, nhưng mà có một con một thôi. Con đợt này thì vô được một em là rồi, ok, nhưng mà còn cũng nó bắt ra mọi người, còn có thành quả là được rồi, nhưng mà còn xuống cái điểm kia nó chế cái lòng còn nhiều, còn ấm là nó gần kết thúc lòng rồi. Hôm đợt sau mình phát hiện cái khô cái da đó là anh em mình có thêm động lực. Chờ đợi coi như thế nào đây, tới giờ vẫn còn là ẩn số. Vậy mà cũng ráng chui vô đó được hay thì... nên miễn sao đưa cái đít nó ra ngoài á, là nó sẽ ấy. Đây một em hành mọi người. Ăn đi, ăn đi rồi, hôi hành quá nè. Để ngút nó rửa xong đi bắt đầu bỏ vô mọi người. Mong là mấy cái sau nó sẽ có thành quả hấp dẫn. Vẫn còn đang chờ siêu phẩm ở khu vực đó đó. Khá nôn á, cọt lại đi, không cọt, anh hai con tay một mà. Nôn dữ lắm. Mấy ngày nay cũng háo hức lắm mọi người. Quyết định, hai anh em quyết định neo ở chỗ đó đi chờ mà. Chờ chỗ bằng được. Đây, một em hổ hành đầu tiên. Khu mình giờ rắn không còn nhiều nữa hết. Tiêu còn nhỏ nhỏ thôi. Ấy hành cũng còn lớn này. Dài thường hành hành ba. Này gì à? Nãy giờ thì chích chuột là nhiều mọi người. Bữa nay không biết mớm hay là trúng đây. Cứ hy vọng đi. Giờ hy vọng thôi chứ sao giờ. Nhưng mà vẫn đặt kỳ vọng cao vào cái địa điểm đó mà. Rồi. Đi chuyển nào. Còn con rắn gì vậy? Rắn đi điêu. Vâng. Nó trong đây nè, nó bò vô dép của anh hai. Hành nó cũng được nè. Yeah. Cái lòng cho bớt đó. Trong đây nè. Lấy hả? Ừ. Cái này cả. Trong đây. Kiếm hành thôi chứ giờ chỉ yếu còn chuột luôn. Đây, đúa này. Còn còn chuột luôn mọi người. Tiếp tục chờ đợi thôi. Xéo góc qua đây nè. Đúc như vậy, ờ. Rồi, còn ở luộc này thì mình còn một cái thôi mọi người. Giờ đây cũng đang chuẩn bị chuyển mưa tới luôn mọi người. Anh em cũng tranh thủ đi thăm có kết quả gì không. Con chuột cái gì sao thấy nặng 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 hành con chuột luôn hay vậy. Chính hành con chuột luôn. Chính hành con chuột luôn. Hành ba, hành ba đó mọi người. Đây. Một em hành nữa nè. Chuột luôn. Con hành này nó không có chiến đấu nổi với con chuột. Hành này nhỏ. Nhỏ rồi. Sẽ coi chuyện chuột nó chạy ra. Từ lúc nó kiếm đồ ấy thì bắt đầu lấy ra mọi người. Hành này cũng nhỏ chứ không bự dữ. Nhưng hành này cũng thôi mà có hành là được rồi. Nâng đi, nâng đi. Dễ vậy. Sao kẹt đầu nổi con này. Mình tầm trung rồi. Đây. Có hành là được rồi mọi người ơi. Để mớm hoài không? Đây cũng mớm đó. Cũng coi như là giống sắp xỉ mớm. Con chuột là được à? Được.
ngặt mình cái là vừa còn chuột mà vừa còn rắn. Rút cái cây ra thôi, rút cái cây. Kẹt cái đầu vô tại cái lòng chuột cái lỗ nó bự hơn. Hay lắm. Cầm cái sấy con chuột cái ngủ con rắn. À. Con chuột là con rắn đó. Đây nè mọi người. Một em hành. Đó. Mà hành này nhỏ. Đây em thứ hai. Thấy nó nặng nặng là được. Nói chung là có thành quả là ok rồi mọi người. Đặt tiếp thì chuyển tiếp mọi người. Neo chờ rắn lớn thôi. Đây là địa điểm mà mình đầu clip mình có nhắc có ba cái da rắn đó mọi người. Khá là nâu. Bây giờ hai anh em mình đang di chuyển vô để coi ngày 4 ngày này. Có đi ăn chưa? Thường thì mấy con rắn lớn thì phải neo nó lâu rồi. Ăn nó ra nó ăn nó đủ mồi. Tầm cách chi cả tháng trời luôn. Còn đợt này thì em biết sao đây. Hên xui hả Út? Bích lộc. Còn lòng. Còn lòng là được không? Sao? Cái lòng sao nó ai dở lên coi chứ gì. Nè, hư luôn rồi mọi người. Có người cứ coi dở lên. Con chuột hả? Con chuột. Cái này có người dở lên coi. Nằm vậy. Quay nghịch tay mọi người. Khó. Vẫn chưa chạy nha mọi người. Nhưng mà điểm này thì neo. Hai lên tiếp tục neo. Bây giờ có hai thăm dục. Cũng phải neo thôi không? Ở đây hơi khó quay. Còn chuột luôn vẫn chưa chạy luôn á quay. Không biết luôn cho thật nói. Tiếp tục chờ đợi luôn mọi người. Còn hai cái nữa. Thì có người thăm dùm rồi đã cái đó chảy lên. Trên nãy ra đây nghiêng lòng mọi người. Ừ, cậu giùm còn chuột luôn nha mọi người. Hôm bữa thì cái da nó nằm dài vậy đây mà mình phi trang cái da đó rồi. để đồng nghiệp thấy cái da khủng quá không nên là mình xuống ở đây mình xuống mấy cái lòng lớn không á mọi người. Đi rồi bắt đầu di chuyển qua cái bên kia còn cái cuối cùng ở đây một da rồi ở bên ngoài đây nữa mọi người rất là nhiều da lớn luôn á ba cái nó nằm một chỗ luôn nè. Rồi đi qua bên kia rồi ở đây còn một cái cuối cùng mọi người sao đây. Cái bịch lúa không thấy có phân gì ráo mà còn chuột luôn mọi người. Cái này thì không dính rồi còn rồi, tiếp tục chờ đợi neo chờ hàng khủng mọi người. Trở về cái luồng này thì hai anh em mình còn lại một cái mọi người, cái cuối cùng nãy giờ dính chỉ được có hai em thôi. Cái địa điểm kia thì vẫn chưa chạy mọi người.
Địa điểm kỳ vọng thì vẫn chưa chạy. Ở đây nè, vua nè Út. Trung cấp này nè. À, tiếp tục neo để chờ đợi thôi mọi người. Này nè. Ấy, ấy, không hành có hàng hành nữa. Trời ơi, hành nữa. Hai cái hành mà hành ba. Cũng là được rồi, chê khen. Mùa này mưa mọi người. Hành chảy nhiều. Rồi vậy cũng được rồi, bữa nay là cũng khá là ok rồi á. Ngon rồi nè. Bữa nay được không? Ái chưa? Được rồi. Đây, bọn em ăn ái cho mọi người. Rồi. Út luôn. Không, con này con mập út rồi. Muốn ăn thuộc. Còn uống nút nữa. Đó, quá đã mọi người. Vậy là bữa nay quả này cũng đỡ được. Và được chống mớm. Chống mớm. Không phải chứ không còn mớm như mấy được rồi nữa. Đợt lỗ không mọi người. Cái chỗ mình ở nó kẹt đầu ơi. Tôi đi đâu. Cái lòng này lòng lớn rồi này. Này địa điểm này mình nghe cũng nghe kể. Nghe kể là có con hổ dện cũng khá bự á. Cũng thấy nó chạy qua lại á. Nên là mình xuống cái lòng lớn của khu vực này luôn. Rồi, bắt nó ra con riêu coi. Kẹt đầu nhỉ. To còn mấy hàng kia. Rồi còn có hai con chuột luôn. Chuyện này hết chuột. Ủa? Phải đi mua chuột nữa rồi đó. Mình sốc nó quá nè. Nó bị kẹt đầu. Hành ba không. Ăn dữ thì bự bự người ta vô. Đối thấy bà này tới lón đi ăn là phải vô ăn thôi chứ nói sao giờ. Nhưng mà giờ thì vẫn tiếp tục neo để chờ đợi cái siêu phẩm thôi mọi người ơi. Đợt này thì mình cũng đã bắt ra đi rồi mình sẽ quay thành quả cho mọi người xem ha. Cũng đang bắt ra mọi người, để nó kẹt đầu. Rồi, thứ ba. Tại vì lái á. Cái lồng mình không có bao lại ở khu này, mình không có, mình lắp kính đó mọi người nên không có bao nó lại. Rồi thì kết thúc chuyến thăm bẫy hôm nay. 21 cái lồng thua 3 con hổ hành, 3 em hổ hành mọi người. Rồi cũng coi đỡ đi, chống mớm hành 3 không à, 3 mọi người ơi. Để cho Út nó bắt cái này vô chuột vô đi rồi bắt đầu gà lại rồi anh em thì nghỉ ngơi luôn. Nay cũng 4 ngày mà thành quả vậy thì cũng không ok mấy không. Cũng được đỡ mấy chuyến rồi, lỗ không chuyến lỗ không thì cũng như thường lệ thì rất mong nhận được một lượt like, một lượt đăng ký của mọi người để ủng hộ tinh thần anh em mình xây dựng những clip sau nó tốt hơn nha mọi người. Thì hôm nay thì chỉ có 3 con thôi, thất nữa rồi mọi người ơi. Vẫn tiếp tục để neo để chờ đợi ở cái điểm kia để chờ siêu phẩm thôi. Thì cũng cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi anh em mình ha. Hiện giờ thì cho phép anh em mình xin phép kết thúc clip tại đây luôn. Rồi cũng cảm ơn tất cả mọi người nha.